Đây là hiện trường một vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào khoảng 9 giờ sáng 23 tháng 11 năm 2018. Lúc này, Nguyễn Văn Chiến, 26 tuổi, bất ngờ khóa cháy cửa nhà của cha ruột là ông Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi nhiều vật dụng trong nhà. Khi đó, Chiến ở trong nhà và bị ngộp khói nên tung cửa sau chạy ra ngoài. Người dân xung quanh phát hiện sự việc nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt nhưng nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi trước khi lực lượng chữa cháy có mặt. Được biết, Chiến chưa có vợ, sống cùng cha ruột và có sử dụng ma túy tổng hợp, đồng thời thường xuyên quậy phá gia đình. Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, Chiến cũng đã đập phá đồ đạc và đốt sách vở của người em đang học lớp 8. Cơ quan công an đang làm việc với các bên liên quan để điều tra xử lý vụ việc.